Hôm nay đi ghé thăm nhà hàng xóm, nhà của dì Năm. Rồi thì nay dẫn đi vô nhà mợ mười năm, có bà ba luôn kìa. Chúng ta đi thăm nhà bà bầu. Trời ơi, nhìn nó già dữ vậy. Ơi, bà bầu này sắp đẻ rồi, không biết ngày mấy đẻ. Bác sĩ hẹn mai đẻ mà mới mùng 2 à. Đi luôn hả? Đại chi luôn hả? Đại chi luôn hả? Mày mới biết đường tên 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 đến rồi, tên 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 đến rồi. Chính xác chứ. Chính thế luôn. Đó, đi đi từ ngoài đường qua đại chi. Đi từ quay quay đã quay quốc lộ A vô live stream luôn. Để luôn. Đó. Đi từ quốc lộ A vô live stream luôn. Đúng bữa rồi đó. Rồi đây, làm mau. Làm ơi, chúc mau lấy vợ. Phát tài lấy vợ luôn. Phát tài năm sau chúc. Tại sao mình chút làm sao nó giữ luôn á, chắc uống luôn á. Bác đi về nữa nè. À giỏi. Đâu quá. Chưa biết nói cứ làm. Đây, về nhà Nam ơi. Về công an. Thầy chú về coi. Chào chú chưa? Chú đi. Chú chưa? Này, chú lì xì nha. Chú trong tay đàng hoàng. Chắc hả, chú lì xì. Hả, mới chú lì xì nha. Không hả, chú cũng lì xì. Cầm hai tay đàng hoàng. Chú lì xì em đây. Có luôn hả? Rồi, cảm ơn chú. Được nhiều lì xì quá, năm nay được nhiều quá. Dạo này ba không còn được lì xì như xưa nữa. Bye bye. Lợi hơn. Lợi nó lời rồi đó. Được nhiều quá rồi đó. Mỗi năm là lỗ nó nói lời rồi. Chưa cho chị về hả hay sao đó. Bye bye Siêu Ca nha. Chị về rồi em cơ chị. Không muốn chị về hả Siêu Ca? Không muốn chị về đúng không? Siêu Ca muốn chị về kìa. Chết Siêu Ca rồi. Không muốn chị về. Chị Siêu Ca khóc luôn á. Để chị lại đây đi. Chị ở đây gì? Có bằng nhậu ngon. Cái gì bà sao? Khóc rồi, khóc rồi nghe. Ủa, kẻ đó. Đi mẹ, đi mẹ, đi mẹ. Đi mẹ. Đi mẹ. Con về trước không cô ba? Đây. Bye. Không về hả? Để vô con chơi Suka đi. Đi nè, không muốn về đợi Suka kìa. Hả? Giáo về chưa? Giáo về chưa? Về không?